Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyên Công PC. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cả hỏi đáp nha anh em. Và để không dài dòng và tiết kiệm thời gian, chúng ta bắt đầu luôn với những câu hỏi rất là hay của ngày hôm nay. Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên đến từ anh Dân Luật Việt Nam. Anh có hỏi là anh đang dùng combo là 9700, B365 và kit 16GB bớt 3000 và nhờ hai anh em mình tư vấn giúp. Là thứ nhất là có nên đổi lên con B660 và 12600K hay là 12700K không? Và hiệu năng có chênh lệch nhiều không? Với combo i7 97 cộng với cả board chủ Asus B365 là mình lại nhớ đến cái combo ngày xưa. Ngày xưa mình cũng dùng 97 với cả board chủ ấy là Asus B365G. Đó thì nếu như mà anh ấy nâng cấp lên đấy chính là combo board chủ B660 cộng với cả 12600K hoặc là 12700K thì đáng. Và hiệu năng của nó sẽ gia tăng rất nhiều. Bởi vì con 9700 á, nó chỉ có 8 nhân và 8 luồng thôi. Nhưng mà nếu mà nâng cấp lên con 12600K chẳng hạn thì nó sẽ là 10 nhân và 14 luồng. 10 nhân 14 luồng đó. Còn con 12700K nó sẽ là 12 nhân và 16 luồng. nó hơi lú một tí, nhưng mà nói chung là nó sẽ được nâng cấp mọi mặt. Từ hiệu năng đơn nhân đến hiệu năng đa nhân, từ hiệu năng làm việc đến hiệu năng chơi game, nói chung nó mạnh vượt bậc cho dù nó là con 12600K. Thật sự như vậy, bởi vì là với mình đây mình đang dùng, em đang dùng ở nhà là một con 907K. Nhưng mà sau khi mà còn được trải nghiệm con 12004F thôi, em đã thấy nó nhanh hơn rồi. Thì chứ chưa nói đến là một con 12006K hay là một con 12007K. Nên ở trong câu hỏi này thì em chắc chắn với anh là nếu mà anh đủ điều kiện, nghĩa anh có điều kiện rồi anh nâng lên bộ này thì cái trải nghiệm làm việc anh nó sẽ hoàn toàn khác. Thực sự luôn là như vậy. Đấy, còn về câu 2 thì anh có hỏi là nên dùng VGA gì ngon, anh đang dùng 1080 và công việc của anh ấy chủ yếu là AutoCAD 2022, 3DS Max, Photoshop và Google Earth. Thực ra là với nhu cầu này thì cũng không cần phải nâng cấp VGA nữa, bởi vì GTX 1080 nó đã đáp ứng có thể được gọi là khá là tốt rồi. Bởi vì đối với những công việc của anh ở thời điểm này thì như em thấy ở đây, đấy chính là sẽ chủ yếu là dựa vào CPU là chính thôi. Card đồ họa có nhưng mà nó sẽ không nhiều. Và cái cần nhất ở đây đấy chính là VRAM. Thì con GTX 1080 nó cũng đã là 8GB RAM rồi. Đó, với 8GB RAM nó khá là đủ rồi. Bây giờ muốn tìm một con card đồ họa thật sự mạnh để anh có thể chọn thì thực sự đấy chính là cũng phải lên một cái tầm giá rất là cao, đấy chính là RTX 3090 để có được sự khác biệt hoàn toàn rồi. Thế nên là với em cũng thấy ở đây là với con 1080 ấy, với anh nó vẫn là đủ mạnh và nó vẫn đủ ngon để cho đảm bảo được các tác vụ anh sử dụng hoạt động. Mà em nghĩ là nếu mà cái budget anh muốn nhường thêm cho VGA thì anh hãy đập hết vào main và CPU hoặc cái tản nhiệt nữa. Đúng rồi. Bởi vì là với nhu cầu của anh ấy, nếu mà ở đây mà thêm một cái chữ nữa đấy chính là Lumion vào ấy, thì đương nhiên là nên nâng cấp card họa. Bởi vì với dòng RTX 3000 series nó hỗ trợ Lumion rất là tốt và nó tăng cái tốc độ render lên rất là nhanh. Nhưng mà ở đây thì công việc hầu như là chỉ cần đến VRAM một card đồ họa thôi thì 8GB của con GTX 1080 là quá đủ rồi. Đúng rồi, thế nên là combo bên trên nó là rất ngon và bên dưới anh không cần nâng cấp nếu mà anh thấy không cần thiết. Còn nếu mà về sau anh muốn nâng cấp hơn thì đương nhiên đấy là ví tiền của anh, do anh lựa chọn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Xanh Cỏ. Bạn hỏi là hello anh, hay anh tư vấn cho em một con card rẻ nhất có thể chơi được với nhu cầu game Full HD là PUBG và setting ở mức tầm 100 đến 120 FPS này, CSGO đáp ứng ở màn 165 và một số tựa game AA chơi mượt mà. Và nhu cầu của bạn thì bạn đang có con 1050F có làm tốt được hay không? Nếu mà chỉ để chơi PUBG với setting hợp lý ở một khoảng hơn 100 FPS thì chỉ cần một con GTX 1660 Super là đã ok rồi. Là đã quá ok rồi. Cũng như đấy chính là với CSGO mà 165 thì quá đơn giản đối với cả GTX 1660 Super luôn. Đó thì đối với mình chiếc card đồ họa mà có thể nói là phù hợp nhất với cả nhu cầu của bạn đấy chính là GTX 1660 Super. Rẻ nhất giá của nó đâu đó khoảng 4 triệu mấy thôi. Đó, rất rẻ luôn, nhưng mà hình như sắp tới giá card đồ họa tăng này. Cẩn thận. Đó thì mình sẽ chỉ nói qua như thế thôi. Còn về nhu cầu của bạn với em Intel Core i5 10105F thì với mức FPS vào khoảng là tầm 150 165 á thì 10105F vẫn có thể đáp ứng được. Nhưng mà nếu mà muốn cái FPS nó thật sự ổn định á thì 121F nó sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đương nhiên rồi, bởi vì là con 121F như kiểu mình đã nói ở trong rất nhiều video khác nhau, đó chính là nó có một cái IPC tốt hơn, zoom cao hơn và nói chung là nó tốt hơn hẳn con 10105F khi bạn chơi game ở Full HD. Thì nếu mà bạn có điều kiện thì bạn hãy chọn con 121F. Còn không thì với con 1010F vẫn có thể ok. Nó gọi là đó là sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá của nó. Đúng rồi, trong tầm giá của nó thì 1010F vẫn ok. Còn nếu mà bạn muốn có một cái trải nghiệm nó tốt hơn nữa thì bạn nên chọn lên con 121F, như vậy sẽ tối ưu hơn dành cho cấu hình này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Hùng Quang Nguyễn. Bạn hỏi chào hai bạn, cho mình hỏi nếu PC đã dùng Vega rồi thì IGPU theo con 12004 thì có dùng để làm gì nữa không? Hay là xem như phế luôn? Cái này thực ra là đối với cả anh em chơi game hoặc là anh em làm đồ họa 3D á, thì đúng là nó phế thật. Nó không dùng để làm gì cả. Nhưng mà đối với cả anh em nào mà đang kiểu edit video hay là biên tập video á, thì nó vẫn sẽ có tác dụng ở đây. Đấy chính là hỗ trợ anh em việc gọi là nó gọi là encode và decode video, mà dịch ra tiếng Việt nó gọi là giải mã định dạng video ấy. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi, chính xác. Thì với như em nhé, em thì thấy nhá, thì với con IGPU ấy, nó thực sự là rất ngon khi các bạn làm video luôn. Làm video đó nó hỗ trợ rất nhiều, và gần như là mình thấy có nhiều cái kiểu dạng profile của video ấy, nó cái codec ấy, codec rời không hỗ trợ, nhưng mà đến con IGPU vẫn hỗ trợ và nó preview một cách rất mượt mà. Thì đấy là một cái sự khác biệt của một con 12004F hay là con 12004 nó khác nhau rất là nhiều. Đó, nói chung là đối với anh em mà có biên tập video á thì nên mua dòng thường, bởi vì nó sẽ hỗ trợ anh em rất là nhiều luôn. Nhưng nếu mà anh em làm đoạn 3D rồi là chơi game với các thứ á thì nó phế thật. Đó là không cần thiết luôn. Đúng nghĩa rồi. Là bởi vì khi bạn dùng làm 3D hay là bạn chơi game ấy, bạn cắm cạc đoạn rời và phát nó con kia chả đèn gì, nó chả chạy gì cả luôn. Đó. Và cũng có thêm một cái trường hợp nữa mà con CPU dòng thường nó sẽ ok hơn là dòng F, đấy chính là lỡ hỏng VGA thì còn có cái xài chống cháy. Nghĩa còn cắm được cái dây HDMI vào main ấy, chứ không là chịu đấy. Thì đấy, câu hỏi trả lời là nó có tác dụng nhưng mà tùy trường hợp. Còn đâu thì nếu mà đại đa số các bạn chơi game thì nó là không cần. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Nhật Nguyên. Bạn hỏi là dạo này mình khá thích quả cây SEGO TIPS Slash Mini. Mình muốn build một bộ full trắng, tài chính 40 triệu, anh em tư vấn giúp mình nhé. Thì với con này thì em hôm trước em cũng có nhìn rồi, là nó giống cái bể cá ấy. Đúng rồi, nó giống cái bể thủy sinh. Đúng rồi, nó giống cái bể thủy sinh ấy, và nó khá là nhỏ. Thì ở đây thì mình cũng đã tìm hiểu là có những con main màu trắng ETX rồi, nhưng mà anh có thể đưa ra một cái sự lựa chọn nào đó con cạc không? Bởi vì thực ra là cạc em không để ý. Nhưng đối với cạc đồ họa mà bây giờ mà tìm được cạc mà kiểu một quạt mà màu trắng thì hơi khó đúng không? Có sự lựa chọn duy nhất đấy chính là của Colorful. Colorful có một con RTX 3060 là RTX 3060Ti gì đấy, một quạt màu trắng. Đó. Còn nếu mà bạn thích sự lựa chọn của hãng khác ấy, thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đấy chính là mua cạc đen một quạt về sơn lại. Thế như vậy thì nó sẽ khá là cồng kềnh, nhưng mà bây giờ thì ở trong khoảng 40 triệu thì anh nghĩ xem nó một combo cấu hình như nào là ổn. 40 triệu thì thường ví dụ như là một cái bom máy chủ B660I chẳng hạn là khoảng 5 triệu 6 triệu. Đó, một con Intel Core i5 12400F vào khoảng là hơn 4 triệu. Một con RTX 3060Ti bản một quạt màu trắng của Colorful hình như là đâu đó khoảng tầm hơn 10 triệu. Rồi là RAM, rồi là nguồn các thứ nữa thì chắc là combo đó khoảng tầm 3 mấy thôi. Nhưng mà về vấn đề tản nhiệt đi, thì anh thấy liệu là mình có nên cắm một con tản 120 RAD 120 ấy, là Onion 120, hay là một con tản top down nó sẽ tốt hơn? Thực ra là đối với cái cây bể cá của SEGO TIPS đấy thì nên cắm Onion nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ vấn đề nó không phải là hiệu năng nữa. Đấy, cái lúc này vấn đề nó không còn là ở hiệu năng nữa, mà nó là có đẹp hay không. Thì đối với cái cây đấy thì là nên lắp Onion thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng là top down thì nhìn nó cũng có cái vẻ đẹp riêng của top down, nhưng mà cái trường hợp này thì chúng ta cần RGB, bởi vì nó là cây bể cá mà, kính xung quanh hết. Đấy, thành ra là có RGB nhiều hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, thế thì nói chung là 40 triệu là thừa khả năng bạn có thể build được một bộ PC ETX sử dụng cái vỏ cây bạn đang nói. Còn về cái vấn đề tản nhiệt hay là những vấn đề kiểu nâng cấp khác thì cái đấy là tùy bạn lựa chọn. Nhưng mà với anh Dũng nói vừa nãy, nó chỉ đâu đó khoảng 30 mấy thôi, 30 mấy triệu là bạn hoàn toàn có thể có một bộ PC nhỏ gọn đặt trên bàn mà nhìn như cái bể cá cũng rất mạnh luôn. Nó cũng rất mạnh. Nó như cái bể cá và nhìn nó trang trí, nhìn cũng khá là đẹp đấy. Và công nhận là bạn chọn được con vỏ cây nhìn ok nha. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Đỗ Gaming. Bạn hỏi là anh ơi cho em hỏi là giá cạc còn giảm được nữa không ạ? Và giảm đến thời điểm nào? Nói chung là cái câu hỏi này nó mang phạm trù kinh tế vĩ mô và nó rất là triết học. Đấy. Thì mình cũng không biết là nên trả lời như thế nào, nhưng mà cái mình nhận thấy đấy chính là giá cả cái đồ họa hiện tại đấy chính là nó sẽ rất khó để có thể giảm được nữa. Bởi vì nếu mà giảm nữa thì chắc chắn là không có một đại lý nào chấp nhận, đấy chính là lỗ sâu, thật sâu để mà bán cho người dùng cả. Chả ai đi bán vì đam mê bán lỗ với cả đoạn lỗ mấy triệu thì đây không bao giờ có, cái đấy là chắc chắn. Đó, thành ra là theo cá nhân mình thì giá cạc đoạn hiện tại nó đã chạm đáy rồi, rất khó để có thể giảm được nữa. Và nếu mà giá cạc đoạn có giảm nữa chắc chắn linh kiện khác nó sẽ tăng giá. Đúng rồi, bởi vì nó phải cân bằng lại ấy. Thì với mình chỉ đơn giản thôi, nếu mà bạn đang có nhu cầu, giá bây giờ bạn đã thấy tốt rồi thì bạn mua thôi đi. Chứ bạn đừng đợi chờ nữa. Trong cái khoảng thời gian trước ấy, khi mà coi nó còn quá cao, xong là giá cạc còn quá cao, bảo chờ, em vẫn thấy cảm thấy còn hợp lý. Nhưng đến bây giờ thời điểm này rồi ấy thì không. Đấy, mà giá ETH đang tăng trở lại nhá. Có thể giá BTC thì nó không ảnh hưởng nhiều đến việc đào coin, nhưng mà giá ETH đã quay trở lại thì có nghĩa là dân đào coin vẫn sẽ có. Và mình thấy bắt đầu dục dịch như càng giá càng bắt đầu tăng lại. ETH lên 1400 rồi đấy. Rồi. Thế nên là nếu mà bạn đang có nhu cầu build PC không cần biết là để chơi game hay làm việc thì thời điểm này nó thời điểm vàng đấy. Đó. Đừng đợi nữa nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Joker Killer. Bạn hỏi là thấy hai anh tư vấn nhiều, đa số cấu hình là về chơi game và làm đồ họa. Ngoài các tác vụ đó ra thì anh có thể tư vấn cho em một cấu hình best P trên P, nhu cầu làm nhạc là chính và chơi game nhẹ nhàng như eSports, và thi thoảng có một số tựa game cấu hình cao. Giá Vega thì em có thể chi dao động tầm khoảng 5 triệu, còn lại thì đắp hết vào các linh kiện khác sao cho bộ PC khoảng 20 triệu. Đối với làm nhạc thì nó rất là đơn giản, đập hết vào CPU và RAM thế thôi. Còn lại thì là đối với làm nhạc thì nó sẽ liên quan nhiều đến những cái thiết bị ngoại vi nhiều hơn, đúng rồi. Đáp, am, tai nghe, rồi là những cái bộ thiết bị bên ngoài đó thì nó sẽ liên quan đến những cái bên ngoài, nó đắt tiền là nhiều hơn. Còn với bộ PC nó sẽ không quá đắt tiền đâu, 20 triệu là đã rất mạnh để chúng ta có thể làm nhạc rồi. Với tầm giá 20 triệu bạn có chơi game và đầu tư 5 triệu cho một cái card đồ họa, chắc là bạn đang nghĩ tới con RTX 2060 đúng không? Đó. Chuẩn luôn. Đấy, thì tầm giá này nếu mà 20 triệu thì có thể đẩy lên một em Intel Core i5 12400, 12400F là đã có thể sử dụng rất là thoải mái rồi. Vâng, 16GB RAM. Đó, thậm chí là 32 được. Wow, 32 thì chưa dám nghĩ đến, nhưng mà 16 là rất là thoải mái này. Đấy, xong là chúng ta sẽ có 2060 rồi này. Nói chung là cấu hình này chơi game làm nhạc là bét nhẹ. Cơ bản là bởi vì tại sao mà bọn mình không tư vấn nhiều về cấu hình làm nhạc, bởi vì là đấy như anh Dũng đã nói, cấu hình của bộ PC để có thể làm nhạc nó không cần quá cao, nhưng mà chi phí do cho những cái phụ kiện, những cái gắn ngoài ấy, nó lại còn cao hơn rất nhiều. Thế nên là cao hơn gấp mấy chục lần. Em thấy có những cái đoạn dây từng này mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Riêng mấy cái đồ audio file thì có thể giá của nó thì vô vàn, và thậm chí là giá của PC chưa là gì để so với cả mấy cái đồ audio file. Thế nên là chỉ cần một cấu hình đơn giản thôi là bạn có thể làm nhạc rồi. Nhưng mà nếu mà bạn mà làm nhạc hardcore chuyên sâu thì những cái khác nó còn cao 10 lần, 20 lần là chuyện bình thường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Dương Huy. Bạn hỏi là do tính chất công việc hay phải sử dụng Adobe After Effects nên mình muốn nâng cấp cấu hình được tầm 3 tuổi của mình rồi để đảm bảo công việc ổn định hơn. Thì cấu hình hiện tại của anh ấy là 8700 này, 360M này, GTX 1660 và 32GB với kinh phí dưới 100 triệu, cụ thể là 7 triệu. Thì mình nên ưu tiên nâng cấp CPU hay là VGA, có kéo theo phải nâng cấp main hay không? Và một câu nữa là 8700 so với mấy chip i3, i5 thế hệ sau, thế hệ thứ 12 thì nó còn ngon hay không? Với nhu cầu này thì nó sẽ như thế này, đấy chính là với Intel Core i7 8700 đi với cả B365M thì coi như là thôi khỏi nâng cấp nữa rồi. Đó, bởi vì có nâng cấp lên nữa thì cũng chỉ lên đâu đó khoảng 8700K hay là 9007K các thứ thôi. Nghĩa là lên 9900K thì chắc chắn là phải nâng main. Vâng, nghĩa là nếu mà bây giờ anh muốn nâng cấp thì bộ này phải bỏ main và CPU, đi. Nâng luôn. Đó, bỏ main và CPU đi, có thể bán thì chi phí cái budget có thể lên đâu đó vào khoảng là tầm hơn 10 triệu một tí. Đó, thì với tầm giá vào khoảng hơn 10 triệu thì chúng ta có thể đầu tư 12600K và B660. Đó, thì cái combo đấy nó sẽ tối ưu hiệu năng hơn rất là nhiều. 10 triệu đúng không? Khoảng 10 triệu. Với một con Intel Core i5 12600K mình có thể nói đấy chính là nó mạnh gấp đôi so với con 8700K. À 8700. Rất tự tin để nói câu này. Nó thực sự rất khỏe. Nó mạnh gấp đôi, thành ra là nên nâng cấp lên 12600K cộng với cả B660. Bởi vì nhu cầu đấy chính là Adobe After Effects thì nó cũng chủ yếu là dựa vào CPU là chính thôi. Các đồ họa có nhưng mà không nhiều đâu. CPU là chính thôi. Thì nâng lên 12600K là tuyệt vời rồi. Ở đây thì bạn ấy đang có là 1660 là ok rồi. 32GB là rất ok nha. 32 ok với After Effects rồi. Đấy thì cái combo ở đây cũng như anh Dũng đưa ra đó chính là 12600 và một con B660 nó sẽ là ổn định hơn rất là nhiều. Và nó ngon hơn khá là nhiều rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái budget anh phải nâng lên một tí. Đấy thì coi như bán combo cũ kia đi thì là được khoảng hơn 10 triệu. Đập vào. Thế là được một combo ngon ngay. Còn về việc so sánh 8700 với cả mấy con i3 và i5 thế hệ sau này đời 12 á, thì có thể nói là 8700 nó thua khá là nhiều so với cả con 12400F. 8700 là 6x12 luồng. 6x12 luồng nhưng mà IPC nó không tốt. Thế thì làm sao mà bằng được con 12x4? Đấy, chắc chắn là sẽ không bằng. Đó, còn nếu mà như hôm trước mình có test ấy, thì là con 8700 có hiệu năng đa nhân nó the same với cả con 12.1F. Mà trong khi chắc chắn con 12.1F đơn nhân hơn. Đúng rồi. Thế là thôi, thực ra là không phải là muốn dìm cấu hình của bạn đâu, nhưng mà với con 8700 bây giờ hiện tại đang thua đứt cửa. Nó cũng có tuổi rồi, 5 năm rồi. 5 năm và thực sự là nó thua đứt cửa so với Intel thế hệ thứ 12. Đấy, nên nâng cấp 12600K, sự lựa chọn tuyệt vời nhất luôn. Nâng thôi, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bạn đã làm 3 năm về After Effects rồi thì khả năng bây giờ bạn đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Đấy, thôi đầu tư thêm tí nữa. Đầu tư đi. Ngon mà. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Khải 8.7 Nguyễn Đức. Bạn có hỏi là anh có thể build bộ PC 28 triệu có cả màn game được không? Em chơi game nên quan trọng về hiệu năng thôi, không cần đẹp. À, không cần đẹp, nếu mà bỏ qua vấn đề đẹp đâu, 28 triệu. Bây giờ một cái màn hình 2K, ở đâu? Full HD 14 IPS sẽ vào khoảng là 4 triệu rưỡi, 4 triệu tới 5 triệu. Đó thì coi mình trừ cái 5 triệu xong 23 triệu. 23 triệu, 23 triệu mà muốn chơi game tốt thì cũng nên đầu tư vào gear một tí, trừ đến 2 triệu tiền gear. Vâng, 2 triệu tiền gear là còn 21 triệu. Với 21 triệu thì hoàn toàn có thể build được 12001F và 30... cộng với 3060. 360 chính xác. Đó. 12001F cộng 3060 cộng 16GB RAM dual channel, cộng thêm 512GB SSD, rồi là nguồn 650W, rồi là các thứ vừa đúng tầm giá 28 triệu. 28 triệu thoải mái luôn. Ừ, 28 triệu thậm chí là còn thừa để đắp thêm LED RGB vào cho đẹp nữa. Đúng rồi, thì đấy là một cái bộ PC mà tối ưu về hiệu năng nhất có thể bạn có tìm được ở trong cái tầm đấy, bởi vì 3060 rất mạnh, i3 12001F vừa đủ dùng, bởi vì thực ra là trong budget nó chỉ có thể đến như vậy, thì như thế là rất là ngon để cho bạn. Và gear ấy thì mình nghĩ là 2 triệu tiền gear thì cái chất lượng của gear nó sẽ dừng lại cái mức khá đó. Nó không phải là tốt nhưng mà nó vẫn đủ để đảm bảo cho bạn trải nghiệm để bạn chơi game. Với 2 triệu tới chuột thì mình có thể chọn con Razer DI Essential này. Đó, hoặc là chọn con Logitech G102 này. Đúng rồi. Bàn phím có thể chọn mấy con kiểu IRA 3104. Đó, đấy. Đúng rồi. Tai nghe thì chọn mấy con túp các thứ khoảng 700-800 nghìn rồi đấy. Thậm chí là tầm khoảng 600 nghìn có mấy con DIU cũng được. DIU cũng được. Đấy. Nghĩa là cái bộ gear nó sẽ dừng lại mức khoảng 7 điểm để cho bạn có thể chơi game, trải nghiệm được tất cả game một cách rất là ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà chắc chắn là bộ PC sẽ là chất lượng nha. Đó, bộ PC là siêu mạnh luôn đấy. 3060 là siêu mạnh. 3060 bây giờ cần ôn game. Ôn game full HD. Đó, có nghĩa là nếu mà tính hiệu năng chế thành thì 3060 không bằng con 3060 Ti, nhưng mà về cơ bản là nó vẫn có thể đáp ứng rất tốt sức mạnh cầu chơi game. Nó vẫn đáp ứng rất tốt, thế nên bạn nên tham khảo cái cấu hình như vậy nhá. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi bạn Ngô Nguyên Khôi. Bạn hỏi là giữa H670 và B660 thì chọn con nào ngon hơn? Nếu mà bạn đang ở Việt Nam thì cái sự lựa chọn H670 là gần như là không có. Gần như là không có luôn. Đấy, bởi vì bây giờ chả có nhà phân phối nào nhập con H670 về cả. Và vì sao các nhà phân phối lại không nhập H670 về? Bởi vì về cơ bản đó thì H670 không khác gì nhiều so với cả B660. Ngoại trừ là cái băng thông nó tốt hơn và nó có thể rep SSD. Rồi là có một số cái tính năng bên trong nó cũng ok hơn. Ví dụ như có thể có một số con sẽ có kiểu Thunderbolt các thứ chẳng hạn. Nhưng mà đối với người dùng bình thường là không cần thiết. Đó, thành ra đối với một người nhu cầu của một người dùng bình thường thì nên chọn B660 hơn, bởi vì nó cho cái hiệu năng sẽ thành tốt hơn. Và như giá nó rẻ hơn rất là nhiều nữa. Và như em có thấy thì ngày xưa khi mà cái đời 3X, 4X ấy, nghĩa là cái đời H370 hay là H470 nó vẫn có ở Việt Nam. Nhưng mà từ lên từ đời 5 là mình không thấy một con nào là H570 hay H670 không có. Và vì người dùng người ta cũng nhận thấy đấy chính là với mức giá của mấy con kiểu H670 ấy, đó, thì nó tiệm cận luôn của mấy con Z690 rồi. Thì thôi mua Z690 có phải là nhiều tính năng hơn không? Đúng rồi. Mà nó còn là flagship. Nó sẽ ổn hơn. Thế nên là B360 mình vẫn đang nghĩ là với nhu cầu phổ thông là nó tối ưu nhất rồi. Đấy, nói chung là hai sự lựa chọn tối ưu nhất, một cao là lên hẳn Z, đúng rồi, không thì là mua B. Mua B như vậy là sẽ rất là ngon. Còn H thì thực ra là nó cứ dở ngược. Đến bây giờ em vẫn không nghĩ là đối tượng nào sẽ chọn con H ấy. Đấy thì mình nghĩ là đến bây giờ nếu mà khi mà đặt ra bàn cân H670 có hơn B660 không? Hơn. Chắc chắn là hơn. Nhưng mà có đáng để chọn không thì không. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Tân Thanh Lục. Bạn hỏi là cho mình hỏi là con Noctua NH-D15 có gánh nổi AMD 5950X không? Dư sức, bởi vì bạn nên nhớ đấy chính là Noctua NH-D15 là một trong những con tản khí khủng nhất bây giờ. Đỉnh của chóp hiện tại, thật sự là đó. Thành ra là mức giá của nó bây giờ hình như là đâu đó khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một tí. Đó thì xét về mặt hiệu năng của nó phải hơn cả mấy con tản nhiệt nước all in one mà giá khoảng tầm 3-4 triệu. Nó hơn con 360, hơn mấy con 360 tầm khoảng 3 triệu. Đấy, thì là bạn phải biết là cái hiệu năng của nó phải rất là ghê gớm. Khi mà con tản khí nó đạt đến mức giá nó lên đến 2 triệu ấy, thì nó thực sự nó quái vật luôn. Đó, có nghĩa là nếu mà các bạn xem TikTok nhiều là các bạn sẽ, nếu mà gặp con Noctua NH-D15 các bạn phải nói là quá ghê gớm, Folentino. Và đây mình cũng nói thêm là Noctua có những con rất là nhỏ thôi, em nhớ không nhầm là có những con top, kể cả con top down ấy, nó cũng tản nhiệt rất khỏe. Thì thật sự là Noctua là một cái gì đó nó thực sự rất tên tuổi trong cái phần làm tản khí nữa rồi. Đó. Không biết là Noctua có đang làm tản nước cho anh nhỉ? Anh chưa thấy. Có nghĩa là mới chỉ có tản khí thôi. Nhưng mà tản khí nó chất lượng thế thì không biết là khi mà lên tản nước thì nó sẽ kinh khủng như nào. Và các bạn có thể tưởng tượng được không thì nhớ để lại comment xuống bên dưới nhá. Và số hỏi đáp lần này thế là ổn rồi đúng không? Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đặt những câu hỏi và đặt những câu hỏi thật là thú vị vào để cho bọn mình có thể trả lời. Và biết đâu một số nào đó mình lại lôi các bạn gái lên trả lời câu hỏi cho các bạn thì sao, đúng không? Ok, thì bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại nhá. Bye bye.